Chào cả nhà, mình là Khánh Toàn đây. Hôm nay mình sẽ đập hộp bộ 4 xe. Đang có chương trình giảm giá của con cưng. Sắp thấy là ghiền luôn, không có chịu buông luôn. 4 chiếc xe. Mua xe quá trời, giờ mua thêm nữa. Bữa mua đồ sửa xe, bữa nay phải mua xe về sửa. Mình vừa xe mới. Rút ra, stop. Lấy xe nha. Tao cho ba một chiếc thử coi. Cảm ơn con. Cho cậu Biền một chiếc. 4 chiếc. Ừ. Gửi cho mẹ. Ừ, xe này bình thường. Xe này cũng không có được chất lượng lắm nè. Xe này của con. Cái bánh nó bị lòi rồi. Mấy cái xe này vẫn chưa kìa. Con đua đã đua nè. Nhưng mà sắp thích được rồi. Ba lui lại. Ba mua gì nữa sắp, mua xe mua gì nữa. À, ngoài xe ra còn một con gì nữa ta? Tên ta đây. Khủng long. Ờ, khủng long gật đầu khí thế luôn. Ủa sao cái khủng long này cái tay nhỏ xíu vậy? Dạ. Khủng long có cái tay bự. Cái này là hai cái chân đó con. Dạ. Cái này là hai. Cái này cái đuôi dài quá. Rồi, đuôi gì dài. Gì nữa? Ba mua gì nữa? Chẹt. Con mua nước ngọt. Sắp sướng quá nha, hôm nay sinh nhật sắp vui sướng nha. Dạ, sướng. Sinh nhật hai. Sinh nhật hoài. Ok luôn, quá hay luôn. Mồi hồi nữa ba người luôn. Đây.